Hôm nay sẽ là cuộc tranh tài không khoan nhượng của hai chàng trai. Một cuộc đua xe với giải thưởng rất cao. Vâng, đó chính là một cuộc đua xe đạp. Đội áo vàng có vẻ đang chiếm ưu thế. Người thắng cuộc được phần tiền thưởng giá trị. Anh ta còn chia cho cô gái nữa. Wow, làm con gái dễ kiếm tiền đến thế ư? Nhưng con gái như thế này thì nhìn đã ói rồi. Dù thế nào thì cuộc đua vẫn phải tiếp tục thôi. Có điều giải thưởng sẽ không chia cho cô gái có thân hình cao to đen hôi này đâu. Trời, hôm nay quá nóng rồi, ra đường là một cực hình đó. Mọi người đều rất là nóng nực, thế nên cô gái đã nghĩ ra cách kiếm thêm thu nhập rồi. Đúng vậy, thời tiết nóng mà bán nước thì quá là thông minh. Cô gái áo hồng này cũng đang rất khát, nhưng mỗi tội cô ta chẳng có tiền. Và để kiếm thêm tiền, cô ta đã bán nước với giá cạnh tranh hơn. Ai bán giá rẻ thì có nhiều khách đến mua thôi. Lập tức cô gái áo vàng lại hạ giá thấp hơn nữa. Cứ cạnh tranh như thế thì liệu họ có lời không ta? Cô gái áo vàng chơi lớn cho miễn phí luôn. Bán hàng thì tốt, nhưng đừng phá giá như thế thì không tốt cho cả hai đâu. Hoàn cảnh của cô gái khó khăn nên phải để cho người khác trút giận kiếm tiền. Một cô gái khác đang có chuyện bực tức trong lòng, muốn tìm nơi trút giận. Thì ra là cô ta đang giận bạn trai của mình. Sau khi trút giận thì tâm trạng cô ta ổn rồi. Anh chàng này cũng đang có chuyện gì đó không vui. Nhưng trút giận lên người khác như thế thì không tốt đâu nhé. Ôi không, một anh chàng khác đang tiến đến. Anh ta còn cấu giận hơn hai người khác nữa. Nhìn thấy anh ta như thế thì ai dám làm bia cho anh ta trút giận chứ. Stop. Cô gái đang đi dạo công viên thì bị con bọ rơi vào người. Wow, cô gái nhảy cũng khá đẹp đó nhỉ. Ngay lập tức, anh chàng nghĩ ngay ra cách kiếm tiền. Vì cô ta nhảy đẹp quá nên đã có nhiều người thưởng tiền rồi. Cách này kiếm ăn cũng khấm khá quá nhỉ. Cuối cùng cũng bắt được con bọ đáng ghét ra, lại còn có tiền nữa chứ. Hai cô gái đang cắt tỉa cây cảnh. Chỉ cần khéo tay một chút, bạn sẽ tạo ra những cây cảnh rất đẹp. Mà cô gái này thì không khéo tay bằng cô bạn của mình. Và để có được một cây cảnh đẹp, cô ta đành thuê cô bạn giúp mình. Sau khi nhận được tiền thì cô gái bắt đầu cắt tỉa.
nhưng một chàng trai đẹp lướt ngang qua cô ấy mà cô ta rất là mê trai. Hey. Và thế là cô ấy quên mất là mình đang cắt tỉa cây cảnh. Tỉa cây cảnh thế này thì tiền đâu mà đền đây? Cô gái đang bê thùng hàng rất nặng nề. Cũng may có chàng trai nhiệt tình đến giúp. Cũng đã đến được nhà cô gái rồi. Chàng trai tốt thật. Và để bày tỏ lòng biết ơn, cô gái đã cho anh ta ít tiền bồi dưỡng. Thấy tiền dễ kiếm quá nên anh ta nảy ra ý định đi giúp người khác. Nhưng hành động anh giống kẻ trộm hơn đó. Lòng tốt không tính bằng tiền đâu. Hai chàng trai này đang chuẩn bị đóng một vở kịch. Hello. Và vở kịch được dàn dựng để cho cô gái này xem. Đã đến lúc bắt đầu mang kịch hay rồi. Đừng lo, có anh đây rồi. Ổn rồi em yêu. Anh ơi, nãy anh quên trả tiền cho em đó. Cũng vì màn kịch này mà anh ta đã mất đi người yêu luôn rồi. I'm sorry. Hai cô gái tham gia một trò chơi với số tiền cược rất lớn. Đây là một cuộc đua rùa. Rùa ai về đích trước thì sẽ thắng cuộc. Nhưng hai nhân vật chính của chúng ta không chịu di chuyển thì làm sao? Trong lúc chờ đợi, hai cô gái đã ngủ được một giấc ngon lành. Thôi giải tán, không có đua bơi gì nữa hết á. Chàng trai phải phát tờ rơi để kiếm thêm thu nhập. Công việc khiến anh ta mệt mỏi rã rời. Một cô bạn cảm thông với hoàn cảnh của anh ta. Và cô ta đã nảy ra ý định giúp đỡ cậu bạn này. Giờ thì hai người sẽ bắt tay ngay vào công việc. Khách hàng hiếu kỳ cũng đến rất là đông. Coi bộ cách này hiệu quả đó. Rất nhiều người đã đến chụp hình và lấy tờ rơi. Đã thế cô gái còn được tiền nữa. Cuộc sống ai cũng có những lúc khó khăn vất vả. Nhưng bạn hãy nỗ lực để làm thì thành công sẽ đến với bạn thôi. Giờ kiểm tra đang diễn ra nghiêm khắc. Nhưng đề bài lần này quá khó đối với cô áo tím rồi. Nếu không vượt qua bài kiểm tra này thì cô ta sẽ bị phạt. Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều. Cô bạn cũng biết tận dụng cơ hội quá nhỉ. Thế là cô ta được copy đáp án rồi. Nhưng gian lận là điều thầy giáo rất là không thích. Và cả hai đều bị điểm thấp. Đã thế còn bị thầy giáo phạt đứng lớp nữa. Xui ghê. Tiệm dạo này ế ẩm quá, chẳng có khách khứa gì. Rất may có khách đến rồi. Ở đây có mua cả mái tóc dài giá tốt nữa đó.
dụng cụ đã chuẩn bị xong, cô ta bắt đầu cắt tóc. Mái tóc dài của cô gái đã được cắt ra. Tóc ngắn có vẻ hợp với cô hơn đó. Tóc đã gọn gàng mà còn được thêm tiền nữa chứ.